À, tối rồi, bây giờ anh em mình bắt đầu đi xem chú cái đèn xuống, chú cái đèn xuống. Bắt đầu anh em mình đi gọi là khai thác chiến lợi phẩm của anh em mình nhé. Không biết là có ổn không. Cái gì nó lên trên đầu này? Đây này, nó bu đây này, có cả rô phi này. Đấy, bỏ ra. Bắt nào được nó nhỉ? Bắt nào sao được? Ôi ơi, tí bắt được rồi. Mày anh bỏ đây cho nó. Ôi, đây rồi đấy. Trời ơi. Hai em. Hai em mấy hai em thật luôn. Hai em. Không ngược lên đây à mày. Ui, tôm nhiều anh ơi. Tôm ru hết vào cái lỗ này. Ui, tôm này. Cá bóng, ơ, cá lóc con. Cá quả, cá quả. À, cá bóng. Ui, tôm này. Nhiều tôm lắm. Nhiều tôm lắm mọi người. Đây, tôm to này. Đây. Con trong cái lỗ này đây, tôm này anh ơi. Cẩn thận, đánh ngại không? Và đây nhá, chỉ cho mọi người cách bắt ra cá chê luôn nhá mọi người nhá. Đây này, con cá chê ấy, khi nó đấy lên cạn rồi nó rất là lành nhá, nhưng mà nó đánh ngại thì rất là buốt, thế nên là phải bắt cẩn thận nhá. Đấy. Ui, cẩn thận vào. Đấy, đây nhá, hai cái ngạnh nó đây này. Nó mà đánh ngạnh vào thì thôi, thôi buốt thì có mà khỏi phải ngủ luôn nhá. Anh em mình phải đắp cái bờ này này, để nhớ đâu con cá nó phải bò lên đây. Xong rồi nó vượt qua đây thì nó vẫn còn bị mắc lại. Anh móc cái lỗ này này, có tôm. Trong đó. Đây. Đi, xuống dưới. Ít cua. Rập rạp quá. Đúng rồi. Như thế này là chưa có một khu mới. Không vừa thấy cái chạy ở đâu ấy. Cái này kìa, anh ấy trên rồi. Có vừa nghe thấy tiếng cá nhá mọi người nhá. Vừa nghe tiếng cá dãy. Nó còn rất là đáy nước nó vẫn chưa cạn ạ. Thấy luôn. Em vừa nghe kêu đâu đây này. Vừa nghe xong đấy. Con nghe số hổ cao. Vừa nghe có tiếng cá nhá. Đấy, đi nhìn kỹ anh ơi. Nhìn kỹ đi, nhìn kỹ. Con gai số hổ nó cao mình. Đó, hình như đằng trên đấy anh ạ. Đấy, đấy. Vừa nghe tiếng xong đấy. Đó. Có tiếng cá nhá, có tiếng cá nhá. Kíp ạ. Chỗ này khá là rộng, lúc buổi chiều anh em mình đã phát rồi nhưng mà rất là rộng nhá. Đấy, chỗ trên này này. Tại vì nó khá là nhiều cái hang hốc ở trong ở bên dưới ấy, nên là à đây. Mày. Mày à bữa ấy. Mày không thoát được đâu con trai. Tại nước nó không cạn hẳn, chả thấy ra mới lên nhỉ. Nước sột sệt thế nên là nó rất là kia nhé mọi người nhé. Lúc chiều có ba con nó rạch rạch ở đây mà anh nhỉ. Con cá lóc thôi, không phải cá chê đâu.
mắt nó chảy ra cứng đầu lắm. Không, nó nếu mà có thì lại rất tới nó hay cá nó hay động, nó động nhẹ cái là làm mình nghe được nhá. Ui cực cá nhau đó, cá nhau chít chít này. Ui con to, con to. Tôi mua lắm tôi đồng. Tôi làm quẩy. Mắt này, đêm nhá, mắt nó đỏ không? Thấy mọi người thấy mắt nó đỏ không? Đỏ lòm luôn nhá. Ui, thở. Giật cả mình. Cái gì hết? Ấy con trâu này. Con trâu chui hàng. Gì vậy? Cá. Đây con trâu này chui vào đây này. Đâu đó. Tao đuôi quá, tao đuôi vào đây. Đây đây. Mày. Nhiều phết đấy. Ghê đấy. Ôi đấy, rồi. Đâu, đâu đấy. À, ôi, nhiều phết đấy nhỉ. Ui, hai con nữa. Đấy, để những con. Ai ra đồng nữa? Đây, một con này. Ừ, một con tên nữa. Đây, đây này, mọi người nhìn thấy cá không? Cái này làm rô nhỉ? Kệ người ta. Ê, con này, con này có chỗ. Ui, con này to, con này to. Con này to nha, con này to nha, con này khá to nha. Khủng khủng. Ây à, đâu rồi? Đâu, chạy mất rồi. Ủa. Nó nóng lạnh à? Ui, chảy máu. Ui gì? Cắn nó vào. Cắn nó vào. Ui, cua. Cua Alaska. Cua Alaska nha mọi người nha. Cua hoàng đế. Ôi giời ơi, tao đang chú ý cái con cá nhỏ này cơ. Mình đang chú ý con cá nhỏ này chứ không chú ý đến con này. Khéo à. Thấy chưa? Đấy, cá chê ban đêm nó rất nó thế đấy nha. Lạnh à, đêm ấy. Ban đêm nó không còn nước nó. Ít cẩn thận. Chưa đấy chứ. Cẩn thận nhé. Nó đánh lạnh nhau. Đây. Ui trời ơi. Đấy, còn cá nữa. Cá nhỏ. Mình đang chú ý cái con cá này. Ấy. Ui, bắn. À, không được. Cho nó sống nhưng mà nó. Chết. Cua này. Mày. Đấy, cua. Đấy. Ui nhiều cuốn thế. Đây này. Ui tôm này. Ui có tôm to này. Rồi, đây. Thế mắt nó đỏ lòm này. Đấy. Rồi. Đây. Đấy. Khôn phết đấy con tôm này. Đâu rồi? Đấy.
tôm nhảy nhanh lắm. Từ từ. Đâu rồi? Không như cá to mắc cạn. Ui, con cua càng khủng, con cua càng khủng. Thì tao đang bắt con tôm để tao chén. Con cua càng khủng. Ui ôi. Ừ, phải bắt lại con tôm này. Con cua càng dã chiến luôn. Như càng cuồng gì. Tôm thì đâu ấy? Mình bắt mạnh quá nó. Nhảy. Ai, ui, ui. Đây. Nó đây rồi. Mày không thoát được đâu con trai. Sang đây ăn. Đấy. Đấy. Nhưng mà vẫn thoát được rồi thật. Đấy. Ở trong này. Đây. Đâu. Mày không thoát được đâu con trai. Ui trời. Làm mình gọi. Ừ. Gọi phải có chanh cơ. Chanh. Tôm á, tôm suối luôn á. Tôm suối. Suối nước chảy từ trên núi xuống á. Ngọt không? Ừ. Tuyệt vời. Ngọt ạ. Cái này làm cua này. Làm ngách nó làm cua. Rồi. Lợn rồi. Đây, cua. Một đôi này đang yêu nhau. Hả? Một đôi đang yêu nhau này. Đâu rồi đây? Đấy. Đây, đây. Đây. Hàng cá chê nhá, đây này. Mọi người thấy đuôi nó chưa? Đây, từ. Cá chê hay cá lóc? Cá chê. Con này mắc cạn không ra được. Chắc mình bị ra. Con này mắc cạn không ra. Thế mình đi sớm quá. Đấy, mày. Ôi dồi ôi. Vàng áo mày. Ngon nha. Mắc cạn hàng nha mọi người nhá. Chết to rồi sao nhỉ? Chết thì chết thế nào? Cái bọn này sống rất dai nhá. Nhưng nó chỉ mà cần có bùn nuôi thôi. Nó bùn một tí là nó tí nó thả xuống nước là nó hồi nhanh lắm nhá. Đâu cua đâu? Đây, một đôi tình ai chưa cánh đồng mênh mông. I love you. Ai à, ba con luôn. Rồi. Ơi. Đấy chiến lợi phẩm của anh em mình chưa? Kinh chưa? Tôi cho anh em này. Bắt cả đêm tươi vui lắm mọi người. Một em nữa. Cua. Giòn ngon lắm. Cua này. Cua nấu bún riêu. Cua nấu bún riêu à. Để nhìn kỹ những cái khay hang của nó. Cá, cá mắc cạn. Ồ, con này thì sẵn nhặt nhá, con thử này. Thôi thóp thử. Những cái đoạn này mà có cá ta mắc cạn ở đây cũng thế này. Đó, ừ. Đây này nó mắc cạn, nó cạn nước. Cạn trên cái chú. Thì có cá không? Có những con nó không ra được khỏi hàng. Nè. Em đi hôn dế đi không? Anh nhưng mà hết nước rồi nhỉ? Anh sai ghi nặng thế. Nhiều cá rồi. Mấy con cua đâu hết rồi, tôi ra đây để anh bắt. Khả năng nó ngược. Tôm. À, đây, có tôm to. Tôm càng. Tôm càng đây này. Như này mọi người nhìn con tôm càng này nhá. Nó rất là khôn đấy. Tôm nó rất là khôn. Ui, hai con. Ui, hai con. Đến đây anh bắt cẩn thận nào. Một đôi được cái đấy. Không phải, nó, con này nó hay nhảy. Tâng. Đấy, thôi. Đúng, ổn anh ấy. Mày không thoát được đâu con trai, một con nhá, to luôn nhá, okay. Rất là to nhá. Chậu đâu rồi? Một con nữa này. Anh phải chặn đuôi nó, đuôi nó hay nhảy. Bắt tôm cũng phải có nghệ thuật đấy nhá mọi người nhá. Tình cao ấy, đáng nhất với anh phải có cái gắt đó. Mang cái gắt đi.
tôm. Gắp được cả lươn nữa. Hôm nay anh em mình câu lươn cho người gắp đó. Đây. Ui, con tôm cá. Xoay lên thấy được con tôm to. Ui, con chạch đang chui vào tay anh. Bắt luôn cả con chạch nhá. Chết tất, bắt được tất. Một con tôm. Một con chạch. Chạch thì lại rất khó bắt nó. Nhỏ. Ê, đây đây, thôi. Nhỏ. Con này nó nhỏ quá. Không tha cho nó. Tha cho em đi. Nữa đây. Chìm giòn hết, bắt được luôn. Đây. Ui, đây là con nữa. Chạch này. Chạch bỏ như con gì vậy? Đâu? Đây này có con cua này, con cua này. Trong này không là con chạch này. Con cua đấy. Đấy. À đây. Con sâu. Trong này con chạch đấy. Ủa, tí nữa bắt có cái con tôm gì bà giống gì chưa? Tôm đen á. Tôm đen. Con to hơn nhỉ? Đục không nhìn thấy mọi người. Thế nên là vẫn còn sót đấy. Cá rô, cá rô, cá rô. Được, rán giòn ngon. Nhưng mà đoạn này nước sâu hơi... Ui, to phết mày ơi. Đây này, mọi người nhìn thấy nó chưa? Đây, cho mọi người nhìn rõ. Một pha bắt cá thần thánh nhá. Đây, một con này, hai con này. Mình sẽ bắt con này trước. Chạy đâu cho hết nắng. Một em nhá. Đấy, còn một em nữa đây này. Đấy. Hai con. Đấy. Còn con nào nữa không đã? Ôi, chiến lợi phẩm của anh em mình cũng khá khá đấy. Đâu? Hàng đâu? À, đây là tất cả thành quả của anh em mình tối hôm nay nhá. Đi anh em anh ơi. Đấy. Đi bắt cá đêm hơi bị phê đấy mọi người ạ. Đó, bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu đếm thành quả cho mọi người xem nhá. À. Đấy. Úi xồi, con này to đúng không ạ? Con này to nhất này. Rồi đây. Mới ăn tôm một mặt chẳng. Chơi con to trước. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Úi, thấy chưa? Ây. Đi em đá bây giờ. Thôi im. Không phải, cá chê là phải cẩn thận. Một. Úi, con cua là cầu tát này. Ừ, đếm cua trước nhá. Một. À, một cua. Các bạn là anh em mình không muốn bắt cua đấy chứ. Cua nó nhiều tiền. Lắm, cua không tính tiền. Ví dụ như con này thì tính tiền này. Con tôm này. Cua không tính tiền, không thèm đến. Con tôm to này tính tiền đấy. To này, cho vào đây. Ai, à, một con chê này. Này. Bố anh biết bao nhiêu con chê? Hai con chê. 3, 4, 5. 3 con cá chê này. 4 con cá chê này. Bố anh biết bao nhiêu con cá chê? 5 con. 7 con. Đâu? Đây. Mấy một con đánh vô trong rồi. 6 con. Mày điên à? 7 con. 6 con. Cực gì em chơi? Mày cực gì? Cực gì em chơi? Nào, cực gì? Nào, cực gì em chơi? 100. Ok. Nào, tổ đoàn đến này nhá. Nào, táo vào 6 con nào. 1 nhá. Nào, 2, 3, 4, 5,
6 nào, đưa 100 nghìn đây. Hả? Đưa 100 đây, tao chả biết. Em có nghĩ gì đâu. À, tao không biết. À bây giờ tí về giả nhá. Tôm này. À bây giờ đếm cá rông phi nhá. Một cái loại này chiên giòn ngon phết đấy. 1 này. Đậu dưa. 2. Đấy. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10. Tôm là tụi con. Và một con cá sộp. 10 con cá rông phi. 11 con rông phi. 11 con rông phi, một con cá sộp và tôm nữa này. 6 con cá trê. À, tôm cua vô số kể. À, mọi người thấy đi bắt cá ban đêm phê không? Đó, bây giờ là anh em mình phải gỡ bỏ cái tấm tường thành này để cho nước nó không. Các bác nông dân ở dưới còn lấy nước. À, thấy nhá. Nhìn nhìn pha gọi là vỡ đập này. Ôi. Vỡ đập. À, cá cá cá. Đó. Đó. Pha vỡ đập này. Ôi mai cháu có khi mình sẽ chặn luôn. Lấy cái túi lưới á, chặn ở đây á, cá bơi xuống phát là không đấy luôn nhỉ. Ừ. Được, cái này không sao. Cái này thì nó sẽ bị vỡ xuống và nó trôi xuống dưới nhá. Thôi bây giờ anh em mình phải về đây. À hẹn là khả năng là video này hơi dài, khả năng là anh em mình sẽ cho mọi người xem ngày mai anh em mình sẽ chế biến món cá này một cách đặc biệt nhá, cực kỳ ngon nhá. Thôi hẹn mọi người vào ngày mai nhá. Ngày mai sẽ chế biến những con cá này theo một cách cực kỳ đẳng cấp luôn. Bye bye tất cả mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Chào tất cả mọi người nhá.